mọi người. Em tên là Võ Thị Ngọc và năm nay là em 27 tuổi. Và trước đây á, da mặt của em nó có những cái vết đốm nám và em cũng rất là buồn về cái điều này. Mình nghe nói là cái sản phẩm Azaxanthin nó chống oxy hóa rất là mạnh mẽ và kèm thêm một cái bộ dưỡng trắng da sạm nám nữa, thì nó kết hợp giữa hai loại thì nó sẽ rất là tốt. Và nên mình đã dùng thử, cái kết quả là khi mình sử dụng thì nó ngoài cái mong đợi của mình luôn, và những cái vết nám của mình thì nó mờ hẳn, và những cái vết nám nhỏ thì hầu như nó không còn nữa, và da của mình hiện tại rất là sáng. Mọi người biết không, cái thành phần của cái Azaxanthin và cái việt quất đen của mình nó rất là nổi tiếng, nó chống oxy hóa gấp 100 lần so với cái sản phẩm thông thường. Và hiện tại thì mình bổ sung thêm cái vitamin E và vitamin C thì nó sẽ làm cho mình, cái làn da của mình rất là tốt, cái làn da và cơ thể của mình. Mình rất là thích và rất là hài lòng vì cái kết quả mà cái sản phẩm này mang đến cho mình. Azaxanthin and Bilberry Extract của Oriflame rất là chất lượng và đáng sử dụng. Mọi người có làn da giống như mình thì hãy sử dụng sản phẩm này ngay nhé. Xin chào, mình tên là Hoa Ngọc, mình 30 tuổi. Hiện tại mình đang là mẹ bỉm sữa của hai bé. Thì từ khi mà mình sanh em bé thì mình cảm thấy là sức khỏe của mình nó không còn như hồi xưa nữa. Ngọc cảm thấy là mình hay bị đau nhức hơn, đau nhức lưng và những cái khớp tay và khớp gối. Với lại cái hệ miễn dịch của Ngọc á, nó rất là yếu, hay bị bệnh vặt lắm. Nhưng mà từ khi mà Ngọc biết đến cái sản phẩm Azaxanthin của Oriflame và Ngọc đã dùng trong một thời gian ngắn thì Ngọc cảm thấy là sức khỏe của mình nó được cải thiện rất là tốt. Ngọc không còn tình trạng bị đau lưng nữa, mà lại những khớp tay khớp gối của Ngọc thì nó lại hoàn toàn không còn bị đau nữa. Đó, Ngọc rất là thích sản phẩm này. Ai đang có vấn đề về sức khỏe giống như Ngọc thì nên chọn cái sản phẩm này. Xin chào các bạn, mình tên là Thúy Hằng, năm nay mình 26 tuổi. Thì các anh chị cũng biết rồi, là con gái thì ai cũng thích làm đẹp cả, cho nên mình rất là quan tâm đến vấn đề chăm sóc da. Gần đây thì mình thấy là cái da, làn da của mình nó không có còn săn chắc như lúc xưa nữa, mà cảm thấy nó hơi lỏng lẻo, và đặc biệt là cái phần đuôi mắt này cả nhà, nó xuất hiện những cái nếp nhăn rất là nhỏ mà mình rất là ghét luôn. Cho nên là mình đã bắt đầu sử dụng cái bộ sản phẩm là Novae Ecollagen để giúp cho làn da của mình trở nên săn chắc hơn. Và càng may mắn hơn khi mà mình được các anh chị bảo trợ chia sẻ, khi kết hợp một cái sản phẩm dưỡng da kèm thực phẩm bổ sung thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả vượt trội hơn rất là nhiều, bởi vì mình vừa chăm sóc từ bên ngoài vào và mình vừa chăm sóc từ bên trong cơ thể ra ngoài. Và mình đã thử sử dụng và các anh chị biết không, cái kết quả mang lại mình rất là tuyệt vời luôn. Cái da mình cảm thấy mịn màng hơn rất là nhiều, săn chắc, và đặc biệt những cái vết mà cho nhỏ vùng mí mắt nó mờ dần, đặc biệt là những cái nếp nhăn nhỏ là nó mất tiêu luôn. Và mình thực sự là không ngờ cái sản phẩm này nó mang lại kết quả rất là tuyệt vời như vậy, cho nên mình rất là thích luôn. Mình cảm thấy cái cơ thể của mình cảm thấy khỏe khoắn hơn rất là nhiều, và mình hoạt động và mình làm việc rất là năng động luôn. Thì thực sự trước đây là mình chỉ nghĩ là làm đẹp thì mình chỉ cần chăm sóc da và người ta nhìn vô mình thấy là đẹp là được rồi. Nhưng mà khi mà mình kết hợp với một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe nữa thì thực sự cái kết quả mang lại cho mình rất là tuyệt vời luôn. Đây thực sự là một cái bí quyết mà Oriflame mà mang đến cho mình để giúp cho mình có một cái vẻ ngoài xinh đẹp và một cơ thể khỏe mạnh. Hãy thử và trải nghiệm Wellness Azaxanthin and Bilberry Extract để thấy điều kỳ diệu ngay từ hôm nay mọi người nhé. Xin chào mọi người, mình tên là Trường, 29 tuổi, hiện tại mình đang là mẹ bỉm sữa của bé 3 tuổi. Sau khi mà mình sinh em bé xong á, thì mình hay bị cái vấn đề, thứ nhất là mình hay bị đau đầu nè, thứ hai nữa là mình hay bị cái chứng hay quên, tức là mình bị quên trước quên sau nhiều, và cái thị lực mắt của mình thì nó rất là kém, nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, thì hay bị chảy nước mắt nè, rồi nhức mỗi mắt nè, nó hay bị, con mắt mình nó hay bị mệt mỏi. Sau khi mà mình biết đến Azaxanthin thì mình đã bắt đầu sử dụng, và sau một quá trình thời gian sử dụng rất là ngắn thôi, nhưng mà mình thấy cái vấn đề sức khỏe của mình được cải thiện rất là nhiều. Thứ nhất là về cái đau đầu của mình thì nó không còn nữa, thứ hai nữa là cái vấn đề hay quên của mình thì nó cũng được cải thiện rất là nhiều, mình không bị hay bị quên trước quên sau như xưa nữa. Mình cảm thấy cái mắt của mình nó nhìn rõ hơn và nó sáng hơn và nó khỏe hơn, nó không bị nhức mỏi nữa. Và còn một cái nữa mình muốn chia sẻ đến các bạn, đó là vấn đề về da. Da của mình cảm thấy khỏe hơn, mịn hơn và đẹp hơn. Mình không ngờ khi sử dụng sản phẩm này mình muốn cải thiện về sức khỏe, nhưng mà bây giờ nó sẽ cải thiện được cả làn da của mình nữa. Nếu các bạn đang tìm kiếm một phương pháp khỏe và đẹp thì Azaxanthin của Oriflame đó là một lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn. Hãy thử và trải nghiệm Wellness lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn.